Bác sĩ cảnh báo cấm cho 7 thứ này vào trong tủ lạnh, kẻo sản sinh độc tố nuôi sống tế bào ung thư, có ngày đột tử thọ non. Cô bác thân mến, tôi để ý thấy là hiện nay do công việc và cuộc sống bận rộn, cho nên rất nhiều bác nội trợ có thói quen là mua nhiều thực phẩm cùng một lúc và rồi đem về cất trữ trong tủ lạnh ăn dần. Nhưng thực tế thì đây lại là một thói quen vô cùng nguy hiểm mà chúng ta cần phải bỏ ngay. Bởi vì theo như các chuyên gia, tùy theo đặc tính mà mỗi loại thực phẩm sẽ có cách bảo quản khác nhau. Không phải loại nào cũng thích hợp để bảo quản trong tủ lạnh. Và đặc biệt là với 7 loại thực phẩm quen thuộc dưới đây, nếu như cô bác cho vào tủ lạnh thì sẽ khiến chúng gây độc, hủy gan, hại thận, rước ung thư. Vậy để biết đó là những thực phẩm nào và cô bác có đang mắc phải sai lầm bỏ vào trong tủ lạnh hay không, mức độ nguy hiểm ra sao, ngay bây giờ hãy cùng với truyền hình sức khỏe đi tìm hiểu cô bác nhé. 7 thực phẩm cho tủ lạnh còn độc hơn thạch tín, cực hại, cực nguy hiểm, xem ngay để biết mà tránh xa. Thực phẩm đầu tiên cấm kỵ với nhiệt độ thấp trong tủ lạnh đó là quả chuối ạ. Với giá trị dinh dưỡng cao cùng giá thành rẻ, chuối là một loại trái cây vàng được nhiều gia đình chúng ta ưa chuộng. Nhưng nếu mà cô bác nào ở đây đang có thói quen cất chuối vào trong tủ lạnh để chúng không bị thâm đen và giữ được độ tươi ngon thì chúng ta cần phải bỏ ngay đi nhé. Đây là một việc làm phản khoa học và sai lầm hoàn toàn. Đó là bởi vỏ quả quả chuối có chất nhiều phenolic và polyphenol oxidase. Khi mà ở nhiệt độ từ 1 đến 4 độ C của ngăn mát tủ lạnh, các chất này sẽ chuyển hóa thành melanin làm cho vỏ chuối có màu đen, biến chất, thậm chí là đông cứng và hư thối. Điều này thì không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà dưỡng chất bên trong của chuối cũng sẽ bị biến đổi tiêu cực. Từ đó thì nó sẽ tác động nghiêm trọng đến hệ thần kinh của con người chúng ta. Cụ thể là sẽ làm cho chúng ta bị lú lẫn, mất trí và động kinh. Không chỉ vậy đâu ạ, melanin còn tác động đến hoạt động của phổi và khiến chúng ta bị khó thở và suy hô hấp nặng. Trong quá trình sử dụng chuối thì cô bác cần phải lưu ý là chuối chỉ phát huy tốt tác dụng khi mà chúng ta ăn sau bữa cơm khoảng 1 đến 2 tiếng thôi. Còn ngược lại, nếu mà cô bác ăn vào lúc đói thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đó là bởi trong chuối có chứa nhiều magie. Ăn vào lúc đói sẽ làm cho lượng magie tăng đột ngột trong máu, gây mất cân bằng tim mạch và làm tổn hại đến sức khỏe. Hơn thế nữa thì lượng vitamin C dồi dào trong chuối nếu mà đưa vào cơ thể khi đói cũng khiến chúng ta bị cồn cào và đau dạ dày ngay lập tức. Thực phẩm thứ hai khiến cho người ăn tử vong nếu cho vào tủ lạnh đó là dưa hấu. Mới đây thì báo chí quốc tế đã đưa tin rất nhiều về vụ việc một em bé 5 tuổi tại thành phố Phúc Châu, Trung Quốc tử vong sau khi ăn 2 miếng dưa hấu để trong tủ lạnh, đã khiến cho rất nhiều người hoang mang và cảm thấy lo sợ. Không biết vì sao ăn dưa hấu lạnh lại nguy hiểm đến vậy? Theo chia sẻ của gia đình, sau khi ăn thì cô bé có dấu hiệu mệt mỏi, sốt cao 40 độ C và đi đại tiện ra máu ạ. Gia đình thì ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện để cấp cứu nhưng rất là tiếc, cháu đã tử vong sau 2 tiếng đồng hồ hồi sức không thành. Các bác sĩ thì kết luận rằng cháu bị nhiễm khuẩn Salmonella, một loại vi khuẩn nguy hiểm trong dưa hấu sau khi để trong tủ lạnh. Chúng thì có khả năng sinh trưởng rất tốt trong môi trường nhiệt độ thấp dưới 4 độ C và sinh trưởng rất là nhanh. Nếu trẻ nhỏ, người già, người có sức đề kháng yếu hay chức năng hệ tiêu hóa kém thì dễ bị chúng tấn công, gây chảy máu dạ dày, ngưng thở và đột tử trong thời gian rất là ngắn thôi. Tốt nhất là từ khâu chọn mua thì cô bác chúng ta nên chọn những quả dưa có khối lượng vừa phải thôi, đủ ăn cho cả gia đình trong một lần, tránh trường hợp chúng ta bổ ra ăn không hết, bỏ đi thì lại lãng phí. Mà cho vào tủ lạnh thì lại nguy hiểm đến sức khỏe. Và mẹo để chúng ta có được một quả dưa hấu ngon đó là cô bác hãy chọn những quả có vỏ căng mọng, màu xanh tươi, vân hoa rõ và đều thẳng, chắc tay, láng bóng, các sọc đen chưa hiển thị rõ. Chúng ta sẽ dùng tay vỗ nhẹ vào quả dưa. Nếu mà phát ra tiếng bộp bộp to, rõ ràng thì chắc chắn là một quả dưa ngon và có âm thanh rỗng. Hoặc là phẳng thì có thể là quả dưa đã bị xốp. Cô bác bỏ qua luôn quả này đi nhé. Thực phẩm đại kỵ thứ 3 cấm kỵ cho vào tủ lạnh đó là quả cà chua. Cho tôi hỏi là ở đây có cô bác nào có thói quen mua nhiều cà chua cùng một lúc để trong tủ lạnh dùng dần không ạ? Chắc chắn đa số chúng ta ở đây đều đã từng hoặc là hiện giờ vẫn có thói quen này. Tôi thì cũng vậy thôi cô bác ạ. Cứ đi chợ là thấy cà chua chín đỏ rực, giá rẻ là tiện mua luôn từ 3 đến 4 cân để ăn lâu dài luôn. Mãi cho đến khi cả gia đình tôi 4 người phải nhập viện cấp cứu sau khi mà ăn món canh cà chua thì tôi mới thấy vô cùng hối hận vì việc làm này của mình.
Hỏi bác sĩ thì tôi được biết rằng cà chua là một trái cây nhiệt đới và thành phần chủ yếu vẫn là vitamin C, nên chúng cần được để ở những nơi có tính ôn hoặc là tính ấm, khô ráo, thoáng mát. Chứ nếu mà chúng ta cho vào tủ lạnh thì vitamin C sẽ biến tính thành alkaloid. Đây là tác nhân khiến cho con người chúng ta bị ngộ độc cấp với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục. Trường hợp nặng hơn thì có thể chúng ta sẽ ngưng thở, co giật và tử vong chỉ sau vài phút nếu mà ăn quá nhiều cà chua lấy từ tủ lạnh ra. Mặt khác thì hơi lạnh còn khiến cho cà chua bị khô, vỏ cà chua bị nhăn và dễ vỡ khi cô bác cắt thái. Nên cách tốt nhất đó là cô bác chỉ mua cà chua với số lượng vừa phải và cứ để cà chua ở nhiệt độ bình thường là được rồi. Ngoài ra thì hiện nay có một số chị em phụ nữ đang rộ lên phong trào ăn cà chua xanh để giảm cân mà không hề biết rằng đây là một việc làm vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Đó là bởi trong quả cà chua xanh có hàm lượng tomatidin rất là cao, ăn quá nhiều thì có thể khiến cho người dùng bị ngộ độc với các triệu chứng như là co giật, ngưng thở, xuất huyết dạ dày và tử vong chỉ trong vài phút đồng hồ thôi. Thực phẩm thứ tư sản sinh ra độc tố khi mà cho vào tủ lạnh đó là hành tây cô bác ạ. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, giám đốc trung tâm tư vấn dinh dưỡng Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ở môi trường có nhiệt độ thấp như trong tủ lạnh, tinh bột trong hành tây thì dễ chuyển hóa thành đường phân tử 2 glucose. Nếu mà chúng ta hấp thụ quá nhiều thì sẽ khiến cơ thể chúng ta béo phì, tiểu đường và nhồi máu cơ tim. Không chỉ vậy đâu, việc tiêu thụ vượt quá ngưỡng cho phép từ thực vật còn khiến cơ thể sẽ bị các gốc tự do tấn công, suy giảm sức đề kháng và suy giảm tuổi thọ. Ngoài ra hành tây có mùi rất là hăng nên có thể là lây lan nhanh chóng trong tủ lạnh, làm toàn bộ thực phẩm khác đều bị ám mùi và nhanh chóng bị hỏng hơn. Bản thân hành tây sau một thời gian dài để trong tủ lạnh thì cũng sẽ bị khô, dai và mất đi hương vị riêng đặc trưng của nó. Ngoài ra thì cô bác hãy luôn nhớ rằng hành tây rất cần có không gian thoáng đãng để quang hợp và tạo thành tinh dầu. Vì thế cô bác hãy sắp xếp chúng giãn ở các tủ bếp tối và mát. Theo cách này, hành có thể để tươi đến 30 ngày đấy ạ. Trên thực tế thì những món ăn từ hành tây đều rất là thơm, ngon, bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe của bác ạ. Và nếu mà cô bác đã quen thuộc với những món hành tây xào quen thuộc rồi thì hôm nay có thể tham khảo thêm món salad hành tây theo công thức sau đây để thay đổi khẩu vị cho gia đình mình nhé. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ chọn những củ hành tây thật là to, thịt gà, rau răm, chanh, ớt và các gia vị. Cách thực hiện như sau. Hành tây thì cô bác sẽ thái lát mỏng, thịt gà chúng ta luộc chín rồi sẽ xé thành từng sợi. Chúng ta để hai nguyên liệu này chung vào một bát, thêm vào một chút muối, đường cùng với nước cốt chanh, trộn đều tay để nguyên liệu thấm trong khoảng 10 đến 15 phút. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho rau răm và ớt vào, trộn đều tay lần cuối nữa là món ăn đã được hoàn thành rồi. Thực phẩm thứ 5 cho vào tủ lạnh thì rước họa vào thân, đó là củ khoai tây. Mùa đông đang đến rất là gần và các món canh nóng hổi từ khoai tây, su hào, cà rốt chắc chắn sẽ là ưu tiên hàng đầu cho các bà nội trợ. Nhưng tôi để ý thấy rằng rất nhiều người đang có thói quen mua nhiều khoai tây về rồi chúng ta cho vào tủ lạnh để dùng dần, vừa tiết kiệm được thời gian đi chợ, vừa để chúng không bị mọc mầm. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đây là một việc làm vô cùng tai hại và nguy hiểm. Nói cách khác là chúng đang rước họa vào thân, thậm chí còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cô bác ạ. Lý do thì rất là đơn giản thôi, là vì thành phần của khoai tây chủ yếu là tinh bột. Ở nhiệt độ thấp trong tủ lạnh thì chúng sẽ chuyển hóa thành một hợp chất có tên là acrylamide. Đây chính là một chất hóa học được sử dụng để làm nhựa, thuốc, lá và xử lý nước thải. Nếu mà cơ thể chúng ta hấp thụ quá nhiều chất này trong một thời gian dài thì sẽ có nguy cơ chúng ta bị nhiễm trùng đường máu, ung thư phổi và ung thư gan hết sức là nguy hiểm. Thực tế thì cách bảo quản khoai tây rất đơn giản thôi. Cô bác chúng ta chỉ cần bỏ chúng dưới nền đất ở trong nhà bếp hoặc là nhà kho, tránh những nơi ẩm mốc hoặc là thiếu khí là được. Đặc biệt cô bác tuyệt đối không được ăn khoai tây mọc mầm đấy nhé. Vì mầm của khoai tây ngoài chứa có chứa những chất độc hại kịch độc là salanin và carcinin, ăn phải thì sẽ khiến cho cô bác chúng ta đau đầu, co giật, cứng lưỡi, thậm chí hôn mê sâu và tử vong cô bác ạ. Thực phẩm thứ 6 mà các chuyên gia cảnh báo cấm cho vào tủ lạnh đó chính là củ tỏi. Từ lâu thì tỏi đã là một loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của người Việt, giúp chúng ta tạo nên một hương vị thơm ngon hơn cho nhiều món ăn. Không chỉ vậy, tỏi còn chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe của tim mạch, huyết áp và phòng chống được ung thư rất là hiệu quả.
Vì cần sử dụng thường xuyên nên đa số mọi người chúng ta sẽ mua nhiều tỏi về dùng dần. Thế nhưng mà do đặc điểm khí hậu nóng ẩm, nhiều khi tỏi để lâu thì sẽ dễ bị mốc ẩm, làm chúng bị mọc mầm, thối hoặc là teo khô lại, không thể sử dụng được nữa. Bởi vậy mà nhiều người có thói quen cho tỏi vào trong ngăn mát của tủ lạnh để bảo quản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một sai lầm cần phải loại bỏ ngay do chúng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Đó là bởi tinh dầu allicin ở trong tỏi có đặc tính rất là nóng. Nếu chúng ta đặt chúng trong tủ lạnh thì sẽ vô tình làm chúng bị phá hủy cấu trúc, từ đó sẽ sản sinh ra hoạt chất cực độc có tên là antinomycin, khiến cơ thể tăng hàm lượng cholesterol. Đây chính là tác nhân khiến con người bị hàng loạt các bệnh lý nguy hiểm như tiểu đường, xơ vữa động mạch và nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, antinomycin còn tạo điều kiện sinh sôi và phát triển cho các tế bào ung thư trong cơ thể, làm chúng ta bị suy kiệt sức khỏe và có thể tử vong bất cứ lúc nào. Vậy nên, cô bác ạ, chúng ta hãy thận trọng trong quá trình bảo quản tỏi để tận dụng được tối đa lợi ích của chúng đấy nhé. Đặc biệt là vào thời điểm giao mùa, cô bác nào mà bị ho, hắt hơi, sổ mũi, cảm cúm thì chỉ cần giã nát 3 tép tỏi, hãm trong nước sôi khoảng nửa giờ, sau đó thì sẽ chắt lấy nước nhỏ vào mũi mỗi bên khoảng 2 hay là 3 giọt, một ngày sau là khỏi bệnh hoàn toàn đấy ạ. Và thực phẩm cuối cùng khiến cho nhiều người dùng mắc cả tá bệnh nếu mà cho vào tủ lạnh đó chính là mật ong. Nghe đến đây chắc hẳn sẽ có nhiều cô bác cảm thấy kỳ lạ và đặt một số câu hỏi băn khoăn thắc mắc rằng mật ong rất là lành tính mà làm sao để vào tủ lạnh lại nguy hiểm như vậy được. Nhà tôi vẫn để như vậy rồi dùng mãi mà có thấy làm sao đâu, toàn nói linh tinh vớ vẩn. Thưa cô bác, điều này hoàn toàn không hề là vớ vẩn đâu và những thông tin mà chúng tôi chia sẻ sau đây chắc chắn sẽ khiến cho cô bác phải xem lại thói quen bảo quản mật ong trong tủ lạnh của mình đấy ạ. Đó là bởi khi nghiên cứu các thành phần của mật ong, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ở nhiệt độ thấp dưới 6 độ C, loại thực phẩm này sẽ diễn ra quá trình kết tinh mật ở mức cao, tạo thành những hạt nhỏ li ti rất mịn và đều nhau mà dân gian có thói quen gọi là lắng đường. Loại đường chính là đường sucrose, loại đường có độ ngọt và mức độ có độc hại đứng đầu trong tất cả các loại đường. Nếu mà cơ thể chúng ta hấp thụ trong một thời gian dài và thường xuyên thì nó sẽ chính là nguyên nhân khiến chúng ta bị bệnh đái tháo đường, suy gan và ung thư máu, trường hợp nặng thì có thể suy kiệt về thể lực và tử vong bất cứ lúc nào đấy cô bác ạ. Ngoài ra thì cách bảo quản mật ong thì thời điểm uống mật ong cũng là vấn đề mà cô bác chúng ta cần phải lưu ý tới. Và theo các nhà khoa học thì thời điểm vàng để chúng ta uống mật ong đó chính là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Khi đó thì một cốc mật ong với nước ấm sẽ giúp làm sạch dạ dày, đào thải độc tố và làm cơ thể chúng ta tỉnh táo, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Có thể thấy rằng hiện nay tủ lạnh là một trong những đồ dùng không thể thiếu trong các gia đình. Tuy nhiên nhiều người lại đang thần thánh hóa tủ lạnh như một món đồ vô khuẩn vạn năng nên đã lạm dụng chúng để bảo quản mọi loại thực phẩm. Tuy nhiên, tủ lạnh chỉ đơn thuần là một món đồ có tác dụng làm lạnh mà thôi, có thể kìm hãm được sự phát triển của vi khuẩn, khiến quá trình sinh sôi phát triển của chúng chậm lại, chứ không thể giết chết được vi khuẩn hoàn toàn đâu. Tủ lạnh không phải là nguyên nhân khiến thức ăn nhiễm khuẩn, nhưng nếu mà sử dụng vệ sinh không đúng cách thì lại làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho thức ăn. Có một thực tế là không phải ai trong chúng ta cũng đều biết sử dụng tủ lạnh đúng cách, đặc biệt nếu mà thường xuyên phạm phải một trong hai sai lầm sau khi dùng tủ lạnh sau đây thì vô tình chúng ta sẽ biến chúng trở thành một ổ vi khuẩn và sản sinh ra hàng loạt những chất ung thư nguy hiểm. Sai lầm đầu tiên đó là để thực phẩm nóng trong tủ lạnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, việc chúng ta cất trữ những đồ ăn đang còn nóng vào tủ lạnh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đó là bởi việc cô bác đột ngột cho một thực phẩm nóng vào trong tủ lạnh sẽ dẫn đến hiện tượng sốc nhiệt cho thực phẩm. Đây là một điều kiện rất tốt cho các vi khuẩn gây hại phát triển đấy ạ. Sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm bẩn của thực phẩm, khiến cho chúng không còn an toàn để ăn. Đó là chưa kể thực phẩm nóng khi đưa vào tủ lạnh sẽ tỏa nhiệt, khiến cho nhiệt độ bên trong tủ lạnh tăng lên. Tủ lạnh phải lập tức khởi động motor để nhanh chóng đưa nhiệt độ vào trong tủ lạnh về mức nhiệt đã cài đặt. Điều này thì có thể làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh chúng ta. Bên cạnh đó thì hơi nóng từ thực phẩm được truyền qua vật chứa như là ngăn, hộp, nồi dẫn đến biến dạng trong khay tủ. Vậy nên lời khuyên dành cho cô bác đó là chúng ta nên để thực phẩm nguội hẳn rồi mới cho vào tủ lạnh, đồng thời thì phải luôn đậy kín thức ăn trước khi bỏ vào tủ lạnh để tránh hơi nóng tỏa ra khắp tủ lạnh, vừa hại tủ vừa gây hỏng thực phẩm.
lây nhiễm chéo vi khuẩn cho các thực phẩm khác. Sai lầm thứ hai đó là chúng ta đã dự trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Mọi người thường nghĩ rằng bất kỳ thực phẩm nào dư thừa hoặc là thực phẩm mua về dự trữ đều có thể cho vào trong tủ lạnh cũng được. Thực tế thì việc sắp xếp thứ tự các loại thực phẩm trong tủ lạnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chúng ta bảo quản. Chúng ta cũng không thể nhồi nhét dự trữ thực phẩm quá nhiều đâu. Chúng ta hãy sắp xếp chúng mọi thứ xen kẽ nhau và đặc biệt là phải thông thoáng ở vị trí hệ thống khí. Vì như vậy thì sẽ làm cho hệ thống khí làm lạnh lan tỏa đều khắp tủ lạnh, đảm bảo nhiệt độ, không ảnh hưởng đến chất lượng bảo quản. Hãy thông minh hơn trong việc chúng ta lưu trữ thực phẩm trong tủ lạnh để đảm bảo tủ lạnh vẫn có thể lưu thông một cách hiệu quả nhất. Thực tế thì tủ lạnh ngày nay đã trở thành một trong những cánh tay phải đắc lực của các chị em nội trợ. Trước đây thì thiết bị này có công dụng chính là dự trữ nước giải khát và làm đá. Sau nhiều đợt cải tiến và tích hợp nhiều tính năng hiện đại hơn thì giờ đây tủ lạnh còn giúp bảo quản thực phẩm dành cho gia đình chúng ta luôn luôn tươi ngon trong thời gian lâu hơn. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, nếu chúng ta cài nhiệt độ quá thấp sẽ dẫn đến một số hiện tượng như sau. Thực phẩm có thể bị cháy, lạnh quá và tiền điện chúng ta phải chi trả hàng tháng sẽ tăng lên, thậm chí là việc quá tải dẫn tới bị hỏng hóc rất là nhanh. Cô bác thân mến, chế độ ăn uống lành mạnh và quá trình rèn luyện thể thao tích cực chính là một chìa khóa quan trọng để chúng ta có một sức khỏe dẻo dai và tinh thần thoải mái. Tuy nhiên, để cuộc sống của chúng ta thực sự có ý nghĩa thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm đó vẫn chính là rèn luyện đạo đức, tu tâm dưỡng tính và làm cho tâm hồn mình tươi đẹp hơn mỗi ngày. Chúng ta muốn hoàn thiện bản thân trở thành người vừa có tài vừa có đức thì bên cạnh việc trau dồi tri thức thì cũng rất cần và quan trọng trong việc nuôi dưỡng vẻ đẹp cho tâm hồn. Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp bên trong của mỗi con người và là nhân cách phẩm chất tốt đẹp. Những đức tính quý báu bên trong chúng ta, nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn là việc mà mỗi người chúng ta tự biết rèn luyện những tình cảm đức tính tốt đẹp bản thân để trở thành một trong những người có ích cho xã hội. Vẻ đẹp nội tâm thể hiện qua cách mà bạn cư xử, những việc tốt đẹp mà bạn làm, kiến thức mà bạn đang sở hữu chính là một nét thu hút vô hình và mạnh mẽ nhất với người bạn tiếp xúc. Nó là giá trị đích thực của bản thân mỗi người. Mỗi con người có một khả năng riêng, thế mạnh riêng, nhưng mà chúng ta cần phải nhận ra giá trị của bản thân mình và tự tin vào bản thân mình, hoàn thiện nốt những khuyết điểm để bản thân mình trở nên giá trị hơn. Đó sẽ là động lực quan trọng để góp phần giúp ta cố gắng thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống và đạt được những điều mà chúng ta mong muốn. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị cô bác đã chú ý quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.